Minh Tâm Mi Trang xin kính chào quý chị nhà đầu tư đang xem kênh YouTube Trang ngày hôm nay. Hôm nay thì em có một sản phẩm ở khu vực tái định cư Hòn Rớ 2. Thì hôm nay thì em có một cái căn nhà thì với thiết kế một trệt một lầu và có công năng là 3 phòng ngủ, một toilet nằm ở trục đường bê tông 7 m và nằm rất là gần sông luôn nha quý chị. Thì với đơn giá hiện tại đang bán là 3 tỷ rưỡi cho căn nhà này. Và gần như là nhà này vẫn còn sử dụng rất là ok luôn. Thì anh chị chỉ cần sơn sửa lại một chút xíu thôi thì chúng ta đã sử dụng rất là ok rồi. Thì với cái view quay ra sông và cách biển chỉ có 3,5 km thôi, thì căn nhà này nó đẹp như thế nào thì anh chị theo dõi video của em để em review trực tiếp đến cho anh chị cùng xem nhé. Ê Minh Tông, chào anh chị nhé. Thì hiện tại là em đang đứng ngay trục đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Ở đây là trục đường kết nối đi từ thành phố Nha Trang và đi vào huyện Cam Lâm, Cam Ranh. Thì với con đường quy hoạch đường rộng tới 60 mét nha anh chị. Thì căn nhà một trệt một lầu mà em giới thiệu cho anh chị chỉ nằm cách cái trục đường này có 80 mét thôi. Và nằm trên con đường cua vào con đường số 7, anh chị đang thấy là con đường số 7 nha. Được cái thì theo con đường mà đi vào đất á, đi vào cái căn nhà á, rồi không có bị ngăn cản bởi con lươn nha anh chị. Đó, thì bởi ngay dọc vị trí này nó sẽ có những con lươn mà đi dọc theo tuyến đường. Và được cái thì lô đất của em á thì cái căn nhà của em nó sẽ có một cái góc cua như thế này, thì xe ô tô đi vào rất là thuận tiện, không phải đi đường vòng nha anh chị. Phía trước này thì anh chị đang thấy khu vực dân cư rất là đông rồi. Thì gần ngay vị trí này thì chúng ta đi theo con đường này đi ra tới thành phố, ra tới trung tâm và cũng như là ra tới biển thì khoảng 3 cây cho tới 3,5 km là để tới biển rồi nha anh chị. Khu vực này thì thuộc tái định cư Hòn Rớ 2 và gần đây thì có khách sạn đồ này kia rất là nhiều, và cũng như là ngay vị trí này thì có trường trường sĩ quan, trường đào tạo sĩ quan cách chúng ta chỉ khoảng 300 mét thôi nha anh chị. Đó, thì bây giờ thì em sẽ đi vào phía bên trong để quay chi tiết cho anh chị luôn. Đường đi vào ở phía trong cái sản phẩm em đang review thì đi vào bằng con đường nhựa như thế này. Đường này là rộng 16 mét này, và tới góc cua kia, góc đường số 2B thì chúng ta sẽ rẽ vào và đi bộ vài chút xíu thôi. Em đi bộ vào chỉ khoảng 80 bước chân là đã tới nơi rồi anh chị. Và đường này thì đường bê tông, hiện tại là khu vực tái định cư thì chỉ là đường bê tông và đường chỉ là đường 7 mét nha anh chị. Đó, anh chị đang thấy thì ô tô đi vào tới nơi rất là gần luôn. Thì căn nhà mà em giới thiệu chỉ nằm sát đây. Nói chúng ta đi vào chút xíu là để tới nơi. Thì với căn nhà diện tích là 100 mét vuông và ngang 5-20, thì hầu hết tất cả những sản phẩm cũng như những lô đất tại khu tái định cư Hòn Rớ 2 đều có diện tích như nhau. Và lô đất của em có hướng là hướng Tây Bắc, mà quay trực tiếp ra sông luôn. Ra sông luôn nha anh chị. Như anh chị đang thấy thì con đường đi vào đất thì đường 7 mét, nhưng mà được cái ở ngay vị trí này luôn, đối diện phía mặt trước của căn nhà thì có một cái khoảng trống sân như thế này rất là to để được ô tô này. Đó, ô tô đất để rất là thoải mái luôn, không có bị ảnh hưởng gì cả. Khu vực này yên tĩnh. Trường sĩ quan thì cách bên kia, đi qua bên đó, đi thẳng qua đó khoảng 350 mét là đã tới rồi. Được cái thì cái căn nhà này quay mặt ra hướng sông, quay theo hướng này để nhìn qua cái tuyến đường bên kia là đã tới xong rồi. Đó, chị đã tới xong rồi, đi ra có 100 mét thôi anh chị. Thì đây là cái căn nhà quay từ phía bên ngoài cho anh chị nha. Đó, với căn nhà thiết kế một trệt một lầu và có công năng sử dụng là 3 phòng ngủ, một toilet, phòng thờ, phòng khách riêng biệt và có lối đi phía bên hông. Nhà được bề ngang là 5 mét hướng Tây Bắc, khá là đẹp nha. Và bây giờ Minh Tông sẽ review chi tiết ở phía bên trong đến cho anh chị xem căn nhà này như thế nào. Thì căn nhà này chủ nhà mua và để một thời gian rồi chưa ở nên nhìn hơi cũ chút xíu, nhưng mà anh chị chỉ cần sơn sửa lại, bỏ ra một số tiền để sơn sửa lại thì nhà rất là mới nha anh chị. Đó, bên đây là cái lối đi chung, đây là lối đi chung đi vào phía trong nhà và đi thông ra phía sau của căn bếp luôn. Còn phía trước này là dành khu vực để xe. Thì ngay vị trí này chúng ta có thể để được tới 3 cho tới 4 chiếc xe máy này. Đó, anh chị đang thấy thì cái khoảng trước thì xây căn nhà này gần như là chiếm 90 mét vuông rồi, chỉ còn lại trừ khoảng 10 mét vuông phía trước này làm cái sân thôi. Còn ở phía trước này thì gần như là cái sân rồi.
Cái xăng để ô tô thì để ngay đây thì không sao cả anh chị. Rồi đây, đây là cái khu vực của phòng khách. Khu vực phòng khách thì rất là rộng nha. Đó, ngay vị trí này rất là rộng, có cửa đi thông xuống kia và ngay vị trí này có một cửa tối ưu của cái cầu thang. Thiết kế ngay vị trí đó. Đây là vị trí của cầu thang đi lên ở trên tầng trên nè. Còn đây là ở phía trên dùng thạch cao và cũng như là chạy điện âm như thế này, rất là ok nha anh chị. Nhà bây giờ nhìn khá là xuống xuống màu, thì chúng ta chỉ cần sơn lại chút xíu thôi thì sẽ đẹp thôi. Điện chạy âm, lót gạch men. Rồi sử dụng cửa thì cửa nó là dùng là cửa nhôm nha anh chị. Đây em sẽ quay một chút xíu ở trong này để cho chị xem nè. Đây, cái khúc này thì chúng ta có thể để vật dụng hay gì đó cũng được. Thì ngay vị trí này chúng ta thiết kế một cái bàn để tivi cho anh chị xem, ngồi đây xem. Đó, ngay khuôn viên này thì chúng ta có thể là dùng để tivi nè. Để mấy cái vật liệu ngay vị trí này cũng rất là ok. Vậy em sẽ review căn bếp cho anh chị nha. Thì hiện tại căn nhà này có 3 phòng ngủ, thì ở phía dưới này sẽ có 2 phòng. Ngay góc này có một phòng và ngay vị trí này một phòng. Thì diện tích mỗi phòng thì tương đối là khoảng 20 mét vuông cho tới 22 mét. Thì bây giờ điện thì lâu quá không ở thì không có bật được, thì em sẽ không không quay lên phía trên cho anh chị nhé. Đó, phòng mình chỉ như thế này thôi, đơn giản như thế này thôi nha anh chị. Ở phía dưới này thì được 2 phòng và một trên trên lầu thì một phòng nữa, đơn giản đây một phòng nữa nè. Rồi bây giờ sẽ là cái phòng bếp. Đây cái phòng bếp này, nhà này xây cũng khoảng 5 năm rồi, thì bây giờ nhìn anh chị nhìn thấy nó hơi cũ nha. Bây giờ anh chị mua thì anh chị phải bỏ ra thêm một ít tiền nữa để sửa lại để cho nó mới hơn và chúng ta sử dụng. Phòng bếp khá là rộng, bếp thì đơn giản thôi, xây gạch và lót đá granite như thế này, level và mấy cái này thì nó đã khá là cũ rồi, anh chị có thể lau chùi lại cũng được và có thể thay mới tùy theo ý thích của anh chị nhé. Phía sau đây thì có một cái khoảng trống để cho chúng ta xây dựng một cái toilet đây. Đó, đây là phía sau nó có một cái toilet này. Toilet thì ngày xưa thì nó chuyển như thế này thôi chị, nó không phải như nhà mới như bây giờ. Thì xây dựng toilet thì dùng vật liệu cao cấp thì nó sẽ ok hơn và nó đẹp hơn. Đây là chỉ là những cái vật liệu ngày xưa thôi. Thì với đơn giá hiện tại đang bán là 3 tỷ rưỡi, thì một căn nhà này dưới đây thì hiện tại là gần người chủ đang bán đất cho anh chị luôn, bán đất. Đó, ngay vị trí này dùng để phơi đồ nha anh chị. Đây đây là cái giếng trời, dùng để ánh sáng đưa đi vào phòng, đưa đi vào trong căn nhà. Nhà này anh chị mua buộc phải sơn sửa lại nha. Này có lót thạch cao hết cho anh chị nè, lót trần hết cho anh chị. Bây giờ em xin phép đi lên phía trên review cho anh chị thêm về cái phía trên tầng lầu cho anh chị xem nha. Cầu thang đi lên thì dùng tay cầm bằng sắt và lót đá granite như thế này, lót đá hết. Đó, đây là phía trên. Thì em cũng xíu nữa em sẽ nói sơ qua một chút chi tiết về điểm yếu của căn nhà này cho anh chị nha. Rồi khi bước lên trên tầng lầu thì chúng ta sẽ gặp ngay một cái phòng ngủ nữa. Ở đây một phòng ngủ ở trên này thì dùng cho con cái chúng ta có thể sử dụng ở trên này nha anh chị. Còn khu vực này thì dùng để làm cái phòng thờ. Phòng thờ thì cũng khá là rộng này. Đó, đây là cái khuôn viên của phía trên tầng lầu cho anh chị. Đây phòng thờ và cũng như là cái vị trí này sẽ có một cái ban công. Ban công thì nằm cái góc này cũng khá là ok, khá là rộng này. Đứng từ đây mà anh chị đứng từ ban công nhìn ra thì có thể thấy được sông nha anh chị. Đó, đây là khuôn viên và cũng như là ở trên này, sân phía dưới rất là rộng luôn. Đây anh chị, đây anh chị đứng này chúng ta có thể nhìn thấy sông luôn này. Sông nằm ngay vị trí này, trường sĩ quan nằm bên này. Về phía bên này thì có cái dự án là đảo Hòn Sen. Đi theo hướng bên này thì chúng ta đi ra lại là khu cảng Hòn Rớ, các cảng cỡ một cây với một cây rưỡi thôi anh chị. Thì bây giờ trước khi mà kết thúc video thì em sẽ nói sơ qua một chút xíu về cái điểm yếu của căn nhà này cho anh chị nha. Thì căn nhà này nằm ở phía trước sẽ có hai cái trụ như thế này,
Thì trụ này đơn giản thôi, trụ kéo dây điện thôi, nhưng mà chúng ta có thể xê dịch và di dời được nha anh chị. Thì hầu hết như anh chị đang thấy thì khu vực tái định cư Hòn Rớ thì cứ cách khoảng 4 lô thì sẽ có một cái trụ điện ở đây, đây một trụ này, kia bên kia một trụ, bên đây có một trụ này, cách 1 2 3 4 5 5 lô thì sẽ có một cái trụ điện như thế này, trụ để kéo dây điện phục vụ cho dân ngay vị trí này nha. Đó. Đó là một cái điểm yếu. Và điểm yếu tiếp theo thì em sẽ nói cho anh chị luôn. Phía trên tầng trên thì có một khoảng nứt như thế này nè. Đó, em sẽ chỉ rõ cho anh chị và em cũng review kỹ hơn cho anh chị luôn. Có một khoảng nứt như thế này. Nứt như thế này. Thì nứt như thế này thì anh chị có thể xử lý được nha. Nứt không quá nhiều cho một căn nhà, chỉ nứt một khoảng từ phía trên này đi lên thôi. Ngay góc này, ngay góc cửa này chúng ta kêu thợ về xử lý một chút xíu thì nó sẽ đẹp. Rồi. Thì anh chị nào cảm thấy căn nhà này phù hợp với chúng ta với đơn giá 3 triệu rưỡi, gần thành phố, gần cảng, gần trường chính trị, gần sông và cũng như là đi về tới biển thì chỉ mất 3 cây rưỡi thôi, thì chị hãy liên hệ với Tân qua số điện thoại ở trên và em sẽ gửi chi tiết và thông tin về sản phẩm đến cho anh chị nhé. Và bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong video mới nhất của em ngày hôm sau. Và anh chị nào có nhu cầu ký gửi bất động sản thì hãy liên hệ với em sẽ review và giúp anh chị thanh khoản sản phẩm một cách tốt nhất nhé.